Bánh đậu này chắc rẻ, chắc khoảng chưa tới 100 miên thì nó tặng luôn cái này nè. Mình sẽ với lại người ta cho thêm hai cọng thun á. Mình sẽ gắn hai cọng thun vào trong hai bên này rồi mình đeo vào trong này. Đó, làm con quỷ. Đó, như vậy. Cái này là cái lễ hội của Nhật, là hội nhâm đậu. Bán rất là nhiều loại đậu. Thì mua người ta sẽ tặng cho một cái mặt nạ như thế này, đeo vào. Thì lát mình sẽ giải thích cho các bạn cái lễ hội như thế nào. Lát cho em mua cái nem đậu anh Khoa. Cái gì ạ? Cái nem đậu á. Nem đậu á? À, cái lễ hội ném đậu á. Đây là cái siêu thị Aeon của Nhật, nhìn bán rất là nhiều đồ ăn trái cây. Ủa sao trả lại rồi? Không, cái ném đậu nói nè. Cái gì nè? Cái lễ hội ném đậu của Nhật á là đeo cái này vào nè, xong cái chơi trò nè, đuổi quỷ ra ngoài á, là tới xịt xịt bưng á. Bên em đi làm. Em định mua à? Được rồi. Nè, dễ thương quá à. Đó, anh Khoa đeo vô coi. Đeo vô cái mặt vậy nè. Ok. Nó đeo vô vậy đó. Dễ thương ha. Thương nha. Rồi, vậy mua cái đậu này. Ủa, hình như là mua bịch đậu được tặng cái phải không? Tại mình không thì ra mà. Cái này sao? Rồi, cuối cùng cũng đi mua đồ ăn với lại hai cái này. Không biết là chị không mang theo cái gì. À đây. À, thì vào cái ngày này là mình sẽ ăn chung với lại cái món ăn này nè. Cái này gọi là gì? Ehomaki. À, gọi là Ehomaki. Nói trên này nè. À, quên, có chữ này đúng không? À, chữ ngược rồi. Thì đây là cái món Ehomaki mình sẽ ăn vào cái ngày sụp bưng. Đặc biệt là mình sẽ không có cắn ra từng cái. Không có cắt ra, nhưng mà mình sẽ ăn một lần hết cái này luôn. Xì rồi. Thì đây là cái konbini của Nhật, 7-Eleven. Đi về thôi. Đây là một góc phố ở Tokyo nha các bạn. Văn phòng của mình nằm ở Tokyo. Thì mình làm việc cho một công ty phái cử ở Việt Nam, có văn phòng ở Nhật Bản. Thì văn phòng ở Nhật Bản phụ trách việc đó chính là hỗ trợ cho các bạn thực tập sinh sang Nhật. Thì các bạn có vấn đề, có gì đó thì bên mình sẽ đến hỗ trợ cho các bạn, không chỉ ở Việt Nam mà kể cả Nhật Bản luôn. Ủa sao hai người đi nhanh vậy? Chạy theo không kịp. Văn phòng của công ty mình thì các bạn thấy cái tòa nhà màu vàng vàng ở phía trước không? Đó, thì văn phòng của mình nằm ở lầu 8. Đây là trụ sở nằm ở Nhật nha các bạn, Tokyo, Nhật Bản. Phía trước mình là hai anh chị làm chung trong công ty. Thì hôm nay là ngày báo cáo, cho nên là mọi người chỉ có một tiếng đồng hồ để ăn cơm thôi. Thì đi ra ngoài cái siêu thị ông gần nhà, quên, gần văn phòng, để mà mua đồ ăn xong rồi quay lại. Đây là cái công viên ở dưới văn phòng. Ở dưới văn phòng cũng có cái nhà hàng bán đồ ăn. Đây, công ty mình đây. Yeah, tầng 8. Xin chào tất cả các bạn. Thì hồi nãy mình vừa mới đi siêu thị Aeon xong, thì có mua đồ ăn với lại thấy cái này đẹp quá cho nên là mua lại cho các bạn. Thì đồ ăn của mình đây, ăn trưa. Thì hôm nay
không có ăn cơm lắm cho nên là chỉ ăn rau cải thôi với lại thịt, ăn nhẹ thôi. Thì đi làm nhiều quá cho nên là quên mất hôm nay là ngày 3 tháng 2 ở Nhật. Thì 3 tháng 2 hồi nãy vô tình là vào trong cái siêu thị á, mới phát hiện ra hai cái này. Thì mình giới thiệu cho các bạn, thì hai cái này chính là hôm nay là ngày 2 tháng 3 thì là cái ngày xịt sư bưng ở Nhật. Thì vào cái ngày này thì những gia đình á, những gia đình người ta sẽ phân ra một người làm con quỷ, thì người ta sẽ đeo cái mặt nạ này nè, xong rồi những thành viên còn lại trong gia đình á sẽ lấy đậu đầu này nè, sẽ ném vào cái con quỷ, cho con quỷ đó chạy vòng vòng trong nhà, và vừa lấy đậu này ném vào trong cái con quỷ và nói là cái câu là Fuku wa Uchi Oni wa Soto. Fuku có nghĩa là phúc, có nghĩa là những cái phúc, những điều tốt đẹp á thì nằm trong nhà, còn những cái xấu, những cái tà ác thì phải đi ra khỏi nhà. Thì cái lễ, cái việc mà làm như thế này á là người ta mong muốn là gia đình người ta sẽ gặp nhiều điều may mắn, còn những cái nào mà xui rủi không may thì cho đi ra ngoài hết. Thì mục đích của cái buổi này là như vậy đó. Thì rất là dễ thương. Thì hồi nãy là mình mua cái này là 277 yên, với lại thêm một cái bịch đậu này nữa. Hồi nãy không để ý là bao nhiêu tiền, nhưng mà tính có 300 mấy yên thì cái này, bịch đậu này chắc rẻ, chắc khoảng chưa tới 100 yên. Thì nó tặng luôn cái này nè. Mình sẽ, với lại người ta cho thêm hai cọng thun á, mình sẽ gắn hai cọng thun vào trong hai bên này, rồi mình đeo vào trong này, đó, làm con quỷ, đó, như vậy. Thôi, tranh thủ ăn cơm thôi, tại vì có một tiếng đồng hồ để giải lao thôi. Thì tại thấy đẹp quá cho nên là quay cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ ăn và tiếp tục họp. Rồi, cảm ơn các bạn. Bạn nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh của mình nhé. Mình sẽ quay cho các bạn nhiều clip nữa. Chào các bạn.